Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, từ xa xưa gạo Mường Tất đã nổi tiếng vùng Tây Bắc. Ngày nay, việc phát huy giá trị của sản phẩm lúa gạo Mường Tất đã được huyện Phú Yên quan tâm như thế nào? Câu chuyện sẽ được đề cập trong chương trình sáng nay. Góc cuộc sống cuối chương trình, hãy cùng phóng viên chào ngày mới đến với một quầy hàng đặc biệt ở vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin tức vừa được chúng tôi tổng hợp. Trước tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, cả nước bước sang giai đoạn vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Hoạt động sản xuất công nghiệp đã có tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2020 đạt mức tăng 11,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,5% của cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 2,2%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,6%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,9%, riêng ngành khai khoáng giảm 8,1%. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới dẫn đến chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất đầu vào bị gián đoạn, từ đó gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm, một số ngành công nghiệp cấp 2 giảm sâu hoặc tăng rất thấp so với cùng kỳ năm trước, như hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng giảm 36,5%, sản xuất đồ uống giảm 14,6%, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 12%. Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chọn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp nông thôn là một trong những định hướng lớn, đột phá của tỉnh. Để nông nghiệp Sơn La phát triển bền vững, tỉnh đã chỉ đạo cho rà soát lại quy hoạch, phát huy lợi thế đất đai, khí hậu để gắn với quy hoạch chung của cả nước. Giai đoạn tới, Sơn La tập trung thâm canh, nâng cao chất lượng hàng hóa gắn với thị trường, nghiên cứu, đề xuất chương trình đề án phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục nghiên cứu phát triển hợp tác xã kiểu mới, gắn kết các hộ gia đình với doanh nghiệp trong chuỗi nông sản bền vững, thu hút các hợp tác xã doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu khoa học công nghệ, chế biến, nâng cao giá trị hàng hóa, ứng dụng mô hình nông nghiệp thông minh, hình thành 17 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phần đầu đến năm 2025, toàn tỉnh có 20.000 hectare cây ăn quả áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp hoặc Gáp, duy trì và phát triển thương hiệu cho 27 sản phẩm nông nghiệp trở lên đã có nhãn hiệu được bảo hộ, phát triển 150-200 sản phẩm ô cốp. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, một số huyện và thành phố Sơn La đã phát triển trồng rau, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Đến nay, toàn tỉnh có gần 10.000 hectare rau củ các loại, sản lượng đạt hơn 131.000 tấn, trong đó gần 1.400 hectare rau được chứng nhận Việt Gáp với 21 chuỗi cung ứng rau an toàn cho thị trường. Rau được trồng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Phú Yên và thành phố Sơn La. Thị trường tiêu thụ rau hiện nay của tỉnh Sơn La tương đối ổn định. Ngoài thị trường tiêu thụ trong tỉnh, rau Sơn La đã thâm nhập vào các chuỗi tiêu thụ ở siêu thị, chuỗi nhà hàng ở thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận. Đặc biệt, tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phú Yên, bà con nông dân đã đưa các loại rau có năng suất cao, chất lượng tốt vào trồng, đồng thời thực hiện sản xuất rau trái vụ, rau giải vụ, trồng rau an toàn theo hướng Việt Gáp, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sơn La nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình dự án hỗ trợ tỉnh khai thác tiềm năng lợi thế để sản xuất rau, nhất là rau trái vụ của tỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ sản xuất cũng như chuỗi giá trị cho các vùng rau của tỉnh Sơn La. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là 28.857 tỷ đồng, trở thành nguồn lực quan trọng của chương trình. Để dòng vốn ngân hàng đầu tư mạnh về địa bàn nông thôn, thời gian qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phát triển các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch đến địa bàn từng xã xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 9 ngân hàng, 8 quỹ tín dụng nhân dân, 1 tổ chức tài chính vi mô. Về mạng lưới trực thuộc có 10 chi nhánh loại 2, 48 phòng giao dịch, 64 ATM, 205 điểm chấp nhận thẻ POS, 255 điểm giao dịch và 2 xe chuyên dụng lưu động. Mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng được mở rộng đã làm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng của người dân doanh nghiệp. Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 38.300 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn 20.924 tỷ đồng, chiếm 56,8% tổng dư nợ, qua đó góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tạo khí thế chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức viên chức toàn huyện,
Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã được huyện Mường La đẩy mạnh. Từ tháng 12 năm 2019 đến nay, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện đã mở được 18 chuyên đề Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mường La hướng về Đại hội Đảng các cấp, 16 chuyên mục chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đã phát sóng trên 300 lượt tin bài tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tổ chức căng treo trên 40 khẩu hiệu trên địa bàn huyện và tại các xã thị trấn, khắc phục sửa chữa 7 cụm pano, cắm trên 100 cờ hồng kỳ, treo 60 cờ đuôi cá dọc các tuyến đường thị trấn, qua đó đã tạo cho cảnh quan đô thị, đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần, khí thế thi đua làm việc hăng say trong cán bộ đảng viên, công viên chức lao động, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong những năm qua, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được Công an Sơn La phát động sâu rộng đến cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua phong trào đã góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh Sơn La đã phát động nhiều phong trào thi đua ngắn ngày theo từng chuyên đề và đột xuất gắn với đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, Công an Sơn La đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh xã hội, dân tộc, tôn giáo, ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không để phức tạp, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tốt các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Lực lượng Công an Sơn La đã phòng ngừa đấu tranh các đường dây và ổ nhóm tội phạm đạt kết quả cao. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 91%, tỷ lệ điều tra án đạt trung bình 97%, trọng án đạt 100%. Công an Sơn La đã xác lập và đấu tranh thành công hàng chục chuyên án giết người, cướp của, cướp tài sản, không để hình thành ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ra sức thi đua vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, bây giờ là thời lượng dành cho câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, nhằm hướng tới xây dựng thương hiệu lúa gạo Phú Yên, những năm gần đây, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn chương trình dự án để hỗ trợ cho người nông dân chuyển đổi phương thức canh tác lúa gạo từ truyền thống sang sản xuất lúa gạo hữu cơ, bước đầu đã cho thấy hiệu quả. Để nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo ở địa phương, với lợi thế cánh đồng rộng lớn trên 2.400 ha lúa hai vụ, ngay từ niên vụ 2018-2019, huyện Phú Yên đã đưa vào trồng thử nghiệm 20 ha lúa hữu cơ tại cánh đồng xã Quang Huy với các giống đài thơm 8, Z01 và Z02 để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình. Đến nay, huyện đã chỉ đạo thành lập được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy và mở rộng diện tích trồng lúa hữu cơ lên 150 ha vụ chiêm xuân năm 2020, với 1.089 hộ của hai xã Quang Huy và Huy Tân tham gia. Diện tích được sử dụng đảm bảo liên vùng, liên thửa, sử dụng cùng nguồn nước tưới, áp dụng phương pháp cấy SRI và hiệu ứng hàng biên, sử dụng 100% phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học và quy trình sản xuất theo hướng dẫn của Tập đoàn Quế Lâm và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Từ khi thực hiện theo sản xuất theo hướng hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy đến thời vụ này là được 3 vụ. So với chất lượng gạo thì bán ra thị trường thì được giá cao hơn và cái gạo mà ít sâu bệnh hơn, lúa là ít sâu bệnh hơn, là người nông dân thì cũng thấy sản xuất theo hướng hữu cơ này là cũng thấy phù hợp và làm và có hiệu quả và thu nhập cao hơn. Qua sản xuất và đánh giá, việc áp dụng sản xuất lúa gạo hữu cơ đã cho thấy việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp khi chuyển giao tới người nông dân đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, có năng suất, sản lượng cao, chất lượng gạo được nâng lên rõ rệt, thu nhập của người dân được cải thiện. Đặc biệt, hiệu quả sản xuất theo mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ giải quyết được các vấn đề cơ bản về tổ chức sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp khôi phục và duy trì hệ sinh thái đồng ruộng, bảo vệ độ phì nhiêu của đất, bảo vệ các loại thủy sinh động vật sống trong ruộng lúa. Sau khi đã có những cái sản phẩm theo hướng hữu cơ thì chúng tôi cũng theo hướng, thì cũng đã tập trung và mời gọi các doanh nghiệp đến khảo sát, kiểm tra, phân tích một số cái điều kiện như chất nước, đất nước và chất lượng sản phẩm để mời gọi các doanh nghiệp đến để giúp là tiêu thụ cũng như là giúp cho bà con ấy có những tạo ra sản phẩm ổn tốt thì sẽ có đầu ra ổn định. Năm nay thì Viện Công nghệ Xanh phối hợp với Hội đồng Khoa học Công ty Bảo Minh
thì và một số các cái dự án của tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ cho huyện Phú Yên và cho bà con ở cánh đồng này là trên 2.000 ha xây dựng những các cái mô hình mà sản xuất các loại lúa, thì đưa vào những loại lúa như là nước cổ truyền, như là nếp tú lệ, thế rồi là sáng cù, thế và những giống mới, giống lúa Nhật Japonica, và rồi là lúa cẩm, rồi nếp cẩm, và những cái lúa đặc sản như thế mà làm sản xuất theo tiêu chuẩn sau quy trình hữu cơ, thì sau này giá trị của nó là lên gấp đôi, gấp rưỡi thu nhập cho bà con nông dân. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên và các đơn vị chuyên môn, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy. Quy mô hợp tác sản xuất 130 ha giống lúa Japonica của Nhật Bản theo quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong vụ mùa năm 2020 và được công ty cung cấp giống, đưa chuyên gia về hướng dẫn bà con cấy và chăm sóc lúa. Với địa bàn lúa Phú Yên chúng tôi thấy là rất phấn khởi, bởi vì đầu tiên cây lúa thì là quan trọng nhất là về vấn đề nước. Nguồn nước tưới tiêu cũng đã là một cái nguồn mà lợi thế của Phú Yên. Thứ hai là lựa chọn giống là dòng Japonica và dòng đặc sản cổ truyền, thì đấy cũng là một trong những cái dòng mà Phú Yên cũng đã đi trước đón đầu. Song song với việc mời gọi đầu tư, tìm đầu ra cho sản phẩm lúa gạo, thời gian tới huyện Phú Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, nhất là với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, xây dựng chứng nhận nhãn hiệu gạo Phú Yên và tổ chức thực hiện cấp chứng nhận hữu cơ cho diện tích lúa đã sản xuất. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường và liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ ổn định cho nông dân. Vâng, từ xưa đã có câu nhất thanh, nhì lò, tam than, tứ tấc để chỉ về những cánh đồng lúa lớn cho sản phẩm gạo ngon nổi tiếng của vùng Tây Bắc. Hy vọng với sự quan tâm, chú trọng, nâng cao chất lượng cùng với xây dựng thương hiệu sản phẩm, gạo Mường Tấc sẽ ngày càng phát huy giá trị và đến được những thị trường rộng lớn hơn. Khép lại câu chuyện ngày mới, mời quý vị tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Co Mạ là xã vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nơi đây, bà con nghèo còn chiếm tỷ lệ cao, đời sống nhiều thiếu thốn. Với khẩu hiệu ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy, gần 2 năm qua, tại xã Co Mạ vẫn duy trì một quầy hàng nhân ái, góp phần chia sẻ những khó khăn cho các gia đình nghèo. Như thường lệ, cứ vào thứ năm hàng tuần, đông đảo bà con nhân dân nghèo từ các bản trong xã Co Mạ lại tìm về quầy hàng nhân ái, được đặt tại chợ phiên ở trung tâm xã, để lựa chọn hoàn toàn miễn phí các vật dụng cũng như nhu yếu phẩm cần thiết. Ở đây đa phần là quần áo, chăn màn, giày dép cũ, được các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ đồng bào vùng cao. Hai năm rồi, được xã quan tâm phát cho quần áo, bà con đã có đủ quần áo đi nương, đi dẫy. Bà con bây giờ không còn lo thiếu mặc nữa. Đã phát được trên 10.000 lượt người cho bà con ở xã Co Mạ và các xã lân cận. Ngoài ra, bà con đã quầy hàng cũng đã xin được rất nhiều quần áo từ các tổ chức cá nhân và đã chia sẻ cho rất nhiều xã khác ở cái vùng dọc quốc lộ 6. Đến với quầy hàng nhân ái, người dân nghèo ở Co Mạ còn thường xuyên được trao tặng các nhu yếu phẩm như mì tôm, gia vị, nước mắm. Những món quà nhỏ nhưng thể hiện sự năng động và quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức thiện nguyện gần xa. Hiện tại, Đảng ủy, chính quyền xã Co Mạ vẫn đang tích cực kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ đồng bào vùng cao thông qua các trang mạng xã hội. Những món quà giản dị nhưng đầy tình yêu thương đã và đang giúp bà con nghèo vùng cao có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Vâng, một hoạt động rất ý nghĩa. Tới đây, chương trình Chào Ngày Mới sáng nay xin được kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình tại website sonlatv.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng mai.